đá FIFA đây tại sao đội tuyển quốc gia Việt Nam và huấn Hồ chọn Hồng Kông Trung Quốc cụ thể ngày bao nhiêu đá trận quốc tế này chúng ta biết rằng mục đích của FIFA đây nhằm hướng tới việc tăng thêm thời gian để các đội tuyển quốc gia gọi quân từ những câu lạc bộ qua đó đá những trận như vòng loại World Cup, Asian Cup nếu không có những giải này thì đội tuyển quốc gia có thể mời đội tuyển quốc gia khác đá giao hữu tháng 6 này VFF Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận lời mời tham dự đá giao hữu với Hồng Kông Trung Quốc trận đấu diễn ra vào ngày 15 tháng 6 lúc 19 30 Đội bóng nước này có chỉ số xếp hạng FIFA không cao và đang đứng ở vị trí 147, trong khi đó Việt Nam xếp ở 97. Trước đó Việt Nam cũng đã nhận lời mời từ Hồng Kông, Trung Quốc, tuy nhiên sau đó từ chối. Trong đợt này chúng ta đã nhận lời mời từ họ. Nhiều khả năng VFF và huấn luyện viên muốn nhân cơ hội đợt này truyền tải triết lý bóng đá mới của ông đối với đội tuyển quốc gia, giúp các cầu thủ như Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức và các cầu thủ khác trong đội tuyển nắm bắt được rõ hơn về chiến thuật, định hướng lối chơi mà ông muốn xây dựng cho nền bóng đá Việt Nam. Hồng Kông Trung Quốc, một đối thủ được đánh giá không cao, sẽ là phương án hiệu quả để HLV Julian C triển khai những chiến lược bóng đá, kỹ năng, chiến thuật lối chơi đối với đội tuyển. Trước đó trong đợt tập trung quân cho Doha Cup Qatar cùng với việc chờ tập U23 Việt Nam, HLV Julian C cũng đã triệu tập cả đội tuyển quốc gia, nhưng ở đợt đó đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với các chiến lược lối chơi mới của ông xây dựng. Vì vậy ở đợt FIFA đây lần này được xem là bước tập trung quan trọng có tính chiến lược.